Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Thông tin từ thần linh hay trực giác của chúng ta có thể đến với chúng ta thông qua các giác quan tâm linh. Bạn đã từng thưởng thức hương vị nào một cách tràn đầy năng lượng hay chưa? Khá nhiều thứ bạn có thể nếm được bằng lưỡi và vị giác của mình. Chúng có thể là đắng, ngọt, mặn hoặc chua. Và có một cảm giác mùi vị rõ ràng là một khả năng tâm linh. Đây là một dạng nhận thức ngoài giác quan, cho phép người có năng lực ngoại cảm này nếm một chất có liên quan đến ai đó hoặc điều gì đó từ quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Các nhà ngoại cảm và những người có khả năng tâm linh về vị giác rõ ràng, về cơ bản trải qua nhiều loại cảm giác vị giác mà không thực sự đặt bất cứ thứ gì lên lưỡi hoặc vào miệng của họ. Do đó, khả năng tâm linh này cho phép chúng ta nhận được thông điệp từ lĩnh vực tâm linh bằng cách nếm bản chất của các chất khác nhau dưới dạng hương vị phi vật chất. Cảm giác tương tự như cảm giác vị giác bình thường của chúng ta, nhưng các món chúng ta đang nếm không có mặt thực tế. Mục đích của một cảm giác tâm linh như vậy có thể là gì? Nó rất có ích. Ví dụ, những nhà ngoại cảm làm việc trong lĩnh vực thực thi pháp luật hoặc pháp y được hưởng lợi rất nhiều từ khả năng nhận biết mùi vị của hóa chất, chất gây nghiện hoặc máu. Nó thường cung cấp manh mối về cách nạn nhân chết hoặc họ bị bắt cóc hoặc sát hại như thế nào. Nó cũng rất tiện dụng trong một số trường hợp. Nếu bạn có thể nếm thử thứ gì đó có hại hoặc nguy hiểm, điều này cho phép bạn có được thông tin cần thiết về chất đó là gì hoặc ở đâu mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với nó. Một thông điệp trực quan từ tinh thần cũng có thể chứa thông tin về các loại thực phẩm hoặc chất bổ sung có thể có lợi cho sức khỏe của bạn. Nếm một loại thực phẩm hoặc loại thuốc nhất định có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành trình chữa lành của bạn. Hiếm có một người có khả năng nếm trải hạnh phúc của người khác. Khả năng tâm linh của vị giác xác định nguồn gốc hoặc lý do cho một thông điệp hoặc để giao tiếp với ý thức của một người thân yêu đã qua đời. Không có gì xác thực hơn một mô tả chính xác về món bánh chuối nướng tại nhà của bà bạn được làm từ công thức bí mật của bà hoặc loại món mắm chưng yêu thích của chú bạn. Món mà ông ấy luôn suýt xoa trong các bữa tiệc gia đình. Những món quà hương vị này không chỉ áp dụng cho những người đã khuất hoặc những thực thể phi vật chất. Các nhà ngoại cảm cũng trải nghiệm vị giác rõ ràng có liên quan đến cuộc sống. Ví dụ, khi bạn sắp nhận được một cuộc điện thoại từ một trong những người bạn thân nhất của mình, bạn luôn nhận được hương vị đậm đà, quen thuộc đặc trưng, giống như loại nước hoa yêu thích của bạn ấy. Khả năng vị giác rõ ràng hiếm khi tự mình trải nghiệm. Trên thực tế, nó được kết hợp rất chặt chẽ với ngửi rõ ràng. Cả hai thường đi cùng nhau. Khả năng tâm linh vị giác thường cũng giúp tăng cường ít nhất một trong những giác quan tâm linh khác, chẳng hạn như thấu thị, cảm giác, nghe, biết. Làm thế nào để phát triển khả năng tâm linh vị giác của bạn? Việc phát triển vị giác sẽ giúp mở ra khả năng tinh thông của bạn. Sau đây là một số cách để giúp bạn rèn luyện năng lực tâm linh vị giác của mình. Tránh thức ăn quá mặn, ngọt hoặc cay. Muối và đường che đi mùi vị cơ bản của thực phẩm. Một chút muối hoặc đường có thể làm nổi bật và nâng cao hương vị của thực phẩm, nhưng quá nhiều sẽ trở nên quá đà. Nếu bạn có xu hướng ăn nhiều thức ăn có đường, hãy thêm muối vào thức ăn của bạn hoặc thêm nước sốt vào thức ăn để giảm bớt ngọt. Ăn nhiều loại hương vị và kết cấu cho phép vị giác của bạn trải nghiệm vô số hương vị. Càng trải nghiệm nhiều loại, bạn càng đưa nhiều thông tin vào cơ sở dữ liệu của mình. Điều này giúp tinh thần làm việc nhiều hơn khi gửi cho bạn thông tin cần thiết. Thực hành ăn uống có chánh niệm. Khi bạn ăn bữa tiếp theo, hãy quan sát xem mùi vị đang tương tác với tâm trí của bạn như thế nào? Bạn cảm thấy thế nào? Bạn đang nghĩ gì vậy?
bạn đang ăn nhanh hay chậm. Sau đó, cảm nhận không gian bên trong hương vị, đi sâu hơn vào không gian bên trong. Hãy lắng nghe thông điệp và sự khôn ngoan có sẵn ở đây. Bạn có thể nhận được thông tin thú vị và hữu ích về các loại thực phẩm bạn đang ăn và cách chúng liên quan và phản ứng với cơ thể của bạn. Cho phép trực giác của bạn nói và làm theo những gì bạn nhận được. Điều này có thể có nghĩa là thực hiện thay đổi chế độ ăn uống của bạn, nhưng đó là lợi ích cao nhất của bạn. Khi bạn ăn các loại thực phẩm khác nhau và cho phép tâm trí của bạn phát triển một mức độ rộng hơn và sâu hơn về vị giác, hãy cho phép trực giác của bạn cho bạn biết những hương vị và trải nghiệm vị giác khác nhau có ý nghĩa như thế nào. Điều này trở thành cơ sở của việc phát triển một từ điển biểu tượng, để khi bạn nhận được các thông điệp từ tâm linh qua vị giác, bạn sẽ biết ý nghĩa của nó. Sau đây, bạn có thể thực hành tập hợp một số món ăn có khẩu vị khác nhau, đặt một phần vừa ăn của mỗi món vào đĩa, tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái, hít thở sâu và đều và bước vào trạng thái thiền định. Hãy ăn từng món một và nhấp một ngụm hoặc cắn một miếng, ngậm trong miệng, thưởng thức nếm thử trọn vẹn hương vị của nó, hấp thụ và trải nghiệm hương vị của nó. Nó mang đến những suy nghĩ gì trong đầu? Hương vị kết nối với những kỷ niệm nào? Cảm xúc gì xuất hiện? Bạn liên kết kiến thức, hiểu biết nội tâm hoặc thông tin nào với đồ ăn hoặc thức uống? Viết những điều này vào nhật ký của bạn. Nó sẽ là những kinh nghiệm để bạn có thể vận dụng được khả năng tâm linh về vị giác của mình. Khả năng tâm linh vị giác của bạn được kết nối với luân xa thứ năm ở cổ họng. Khi luân xa cổ họng của bạn cân bằng, sẽ hỗ trợ tích cực khả năng tâm linh vị giác của bạn. Bạn có thể thực hành bài thiền này từ 5 đến 10 phút. Ngồi yên lặng, cả hai chân đặt phẳng trên sàn, lưng thẳng, thư giãn, hít thở chậm và sâu. Hình dung ánh sáng trắng, tinh khiết đi vào đỉnh đầu của bạn. Hãy để ánh sáng lấp đầy toàn bộ đầu và cổ họng của bạn. Bây giờ, hãy tưởng tượng một viên ngọc sapphire màu xanh lam ở giữa cổ họng của bạn. Đây là luân xa cổ họng của bạn. Cho phép viên ngọc xanh hấp thụ ánh sáng trắng. Hãy để ánh sáng lấp đầy nó và tiếp thêm năng lượng cho nó, vì nó đang được thắp sáng từ bên trong. Khi luân xa cổ họng của bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, hãy để ánh sáng xanh rực rỡ tràn ra từ viên đá quý và mở rộng để lấp đầy toàn bộ căn phòng xung quanh bạn. Bạn có thể lấp đầy toàn bộ căn phòng ngập tràn ánh sáng xanh lam tuyệt đẹp. Tiếp tục hình dung luân xa thứ năm của bạn tràn đầy năng lượng và tràn đầy ánh sáng. Sau đó, đưa nhận thức của bạn trở lại căn phòng xung quanh bạn. Lắc lư các ngón tay và ngón chân của bạn. Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy mở mắt ra. Đừng lo lắng nếu bạn chưa từng trải nghiệm nó trước đây. Nó xảy ra khi cần thiết, và có lẽ tất cả chúng ta đều có tiềm năng cho điều này, ngay cả khi nó không bao giờ xảy ra với chúng ta. Vì tất cả chúng ta đều đã biết cách nếm thử một chất, nên không cần đào tạo hay kinh nghiệm. Nếu điều đó xảy ra, hãy tận hưởng nó, khả năng tâm linh vị giác của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.